Anh ơi, quý cô bác bây giờ chạy không à? Tôi cũng chạy với quý cô bác luôn đó nghe, chứ không dám ở đây đâu. Nếu trần chờ ha, thầy ắt phải chơi dơ à nghe. Nó vì vậy cho nên thầy nói câu này nè. Đó, lỡ rồi nói luôn, thầy mới nói nghe quý cô bác, quý đồng đạo. Thầy nói nghe, chừng nào tôi được hết khùng, phải không? Thì là trong dân sự còn dùng làm chi? Nếu mà bây giờ mà ai mà không chịu tu hen, chừng đó tu có kịp không? Đó, cho nên thầy mới nói nè, hung đồ với lũ dọc ngang. Gì nữa quý cô bác? Hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau gơi máu khắp tràn mới tu. Chừng đó tu cái gì? Tu đâu kịp. À, để nước đến chân mới nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sau, chẳng có xuồng ga cũng chẳng mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Bọc bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Nhọc cầu bệnh tật nỗi nào, đau lao khổ nhân sanh cảnh nước tàu. Trẻ nhỏ gã gời xa bố mẹ mà còn tranh đoạt mảnh mồi câu. Vì vậy cho nên á, là chúng ta phải xét lại trong cái khoảnh khắc, trong cái thời gian này đó quý cô bác, quý đồng đạo, mà chúng ta hễ như mà không là cố hết sức của mình nghe quý cô bác, không chịu làm theo lời của thầy để dạy và dặn dò đó, thì mình xét lại mình chưa phải là một tín đồ của thầy. Và mình xét lại nếu ai không tu thì chưa phải là có nhân duyên sâu với thầy. Nghe quý cô bác, có nhiều người đã gặp thầy rồi nghe, rồi cái gì cái bỏ, không tu. Mà nhưng có nhiều người không cần gặp thầy quý cô bác, khỏi gặp thầy đó, và nghe được đọc câu giáo lý của thầy thôi. Đó nghe quý cô bác, quý đồng đạo, nghe được cái câu giáo lý của thầy là tu rồi, thưa cùng quý cô bác. Vì vậy cho nên trong cái thời kỳ này, nếu chúng ta không là cố gắng mà miệt mài lo cho kịp trong cái thời kỳ mà của cái xác thân của mình đó quý cô bác, để nếu khi mà cái hơi tàn của mình đó mà nó chút ra đi rồi đó, thì uổng công sanh phí mất một đời, phải không quý cô bác? Vậy là nó rất là uổng không? Cái xác thân mình nè là được có ở trong cái cõi đời này là quý quá vô cùng, không thể nào mà chúng ta bàn hết được nghe quý cô bác, phải không? Vì vậy cho nên nếu mà cái xác thân này được có ở trong cõi đời này là được một cái nhân duyên lớn lắm, là giả lại là duyên sâu với thầy, với thầy nữa, mình có duyên lành mới gõ được khùng điên nè, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần đó. Vì vậy cho nên đức thầy mới nói rằng là hễ như ai mà đã có nhân duyên sâu với thầy rồi, hữu phần thì cũng hữu duyên, mà sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang mình thịt xác trần ra tay, dắt chúng cho gần bồng lai, thưa cùng quý cô bác. Như vậy thì bây giờ mà đức thầy ngang là đã than thở ha. Vì vậy cho nên làm sao là cứu độ chúng sanh trong thời kỳ này hết, tại vì đức thầy thương xót nè, ta thương xót lo tần lo tảo, phải không? Chứ đâu phải mà cái nghĩ việc đơn sơ như mình đâu. Vì vậy cho nên lo hoài, lo mãi ha. Cho nên đức thầy mới nói là lo cho đời quên lúc ốm gầy ha. Vì giờ mới tới là lòng hằng mong là hội rồng mây, xanh men mét cũng thay thịt xác, đi đến đâu giúp người khao khát, ngặt giếng sâu khó múc mau đầy, trong suốt ngày làm việc lây quay, dùng giấy mực trưng bày đạo đức, phải không? Như vậy thì trải qua mà mình đã được như vậy là quý thay. Thế nên là quý cô bác ngang, bây giờ ai mà có duyên với thầy rồi, nghe qua câu giảng thầy là giác ngộ tu đó. Còn nếu như ai mà không duyên với thầy ngang, không duyên khó gặp, mà gặp rồi lại bỏ là đời quá mê đó. Chứ không phải vừa đâu, cái hạng này mê lắm nè, phải không? Tu là việc tu bá tánh bắn lùi như tôm, tưởng Phật được lúc đầu hôm đêm khuya, muốn giật nồi cơm của người là cái hạng này không có duyên ha quý cô bác. Vì vậy cho nên đã có duyên lành rồi, phải không? Thì thầy nói duyên lành sẵn có, ơn trên quán, khỏi lo gì trơn á. Vì vậy cho nên thầy mới nói thân cùng đêm vắng khóc thầm, phải không?
Rồi bây giờ tạm vậy đi nha quý cô bác, Đức Thầy lo cho mình á, là từ sáng tới tối không có lúc nào ngơi nghỉ hết trơn nha quý cô bác. Tạm tạm cái câu đầu là vậy đi. Đó, thân khùng đêm vắng khóc thầm, mà cửa mình cũng nhớ, giấc nằm nào an, chỉ nhúc nhích lăn cũng một cái cách suy nghĩ đó, không có yên, lúc nào cũng lo, lo cho mình á, là lo gì quý cô bác ha. Thầy lo cho mình á, là đây rồi đến khổ, vậy vì vậy cho nên Đức Thầy lo. Thấy không? Mừng là vì mừng việc hay ho, lo là lo việc ốc sò trải qua. Rồi thầy lo gì nữa quý cô bác? Thầy lo rất nhiều. Vì vậy cho nên á, ở đây á, thầy lo rồi đến cái giai đoạn mà thầy sợ nữa. Sợ sao? Ông Phật mà sợ gì? Không phải. Không phải nữa, ông Phật ông sợ cõi trần này, không phải sợ cái sự là tan thương biến đổi cảnh trần. Nhưng ông sợ gì quý cô bác? Sợ e nhiễm trượt đọa xa, phải không? Sợ cho lắm kẻ trang hòa lý tuôn, sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân. Mãn lo, lo gì quý cô bác? Tìm kiếm tước quần, phải không? Thất kỳ vọng tưởng lánh trơn đường lạnh. Đó vì vậy cho nên thầy nói nghe, trong buổi khổ mau mau tránh khổ, mau tầm vào đến chữ à, chỗ an cư. Đó cái chỗ mà yên ổn của thầy đã giới thiệu cho mình rồi đó quý cô bác, là cái chỗ đó mới an cư nữa nha. Mà bây giờ thâu giờ quý cô bác cho tôi chỉ ở bên ngoài chút có an không? Bây giờ quý cô bác thấy cái đất nước Việt Nam mình bữa hổm đó an cư được không? An cư lạc nghiệp người ta đường đường đó hả? Miễn là cái người mà sống ở trên thế gian này an cư lạc nghiệp phải không? Mà vừa rồi quý cô bác thấy ở bên tỉnh biên mình đó là 280 cái nhà mà gió lốc thôi phải không? Lốc xoáy rồi đẩy hết trơn 280 cái nhà, nó thể còn cái nền nhà không mà quý cô bác thấy cái đất nước Việt Nam mình mới hồi năm rồi thôi mà nó cảnh vậy đó. Hồi trong năm thôi mà là có an cư lạc nghiệp được không? Lo dành dụm cất nhà cửa lên rồi á là bị lốc xoáy, cái nó chống lỏng cột nó quăng xuống mương. Rồi á là nhà cửa nó ra tuốt ngoài đồng, to anh chỗ miếng vậy đó quý cô bác, cây chỗ miếng miếng vậy đó. Còn những cây cột ở trên cái dài theo cái đường đó nghe, cái cột điện mà người ta đó hen, ngộ lắm đó quý cô bác, đáng lẽ là nó gió nó nhảy gãy ngang ngang mà nó nhổ lên. Gió lốc nhổ lên, cái cây ta chôn xuống cây thước năm vậy mà nó nhổ lên lật ngang quý cô bác thấy khủng khiếp chưa? Đó còn mấy cái cây mà cải 300 năm, 200 năm, 100 năm mà nó bị lật luôn quý cô bác thấy không? Còn ở trên chùa dân tộc của mình đó hen, thì là những cái mà cái tháp ở trong chùa đó hen bị cây nó ngã sập bể tan nát quý cô bác thấy không? Đó như vậy thì bây giờ là cái nghĩa ở đây quý cô bác thấy không? Bây giờ ở nơi trong cái cõi trần này mà xảy ra cái điều này là cái việc gì quý cô bác? Đó, hội công đồng xem xét hẳn hồi ở chỗ này nè, sai chư tướng xuống găng trần thế. Rõ ràng nghe, găng là gió mưa bão lụt động đất sóng thần, quý cô bác đều thấy rõ ràng hết trơn rồi phải không? Đó, thấy rõ ràng hết trơn rồi. Như vậy thưa cùng quý cô bác, mà nếu mà ngày nay mà mình để trễ một ngày nghe, là mất đi một ngày, thời hồi bất thấy lai. Bây giờ nếu như ai hãy như thấy cái giáo lý của thầy là thích tâm tỉnh ngộ tu hành, quy y cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành mới kịp nghe. Chứ còn nghe, nếu mà để trễ đây không kịp nữa đâu. Còn nữa, quý cô bác thấy cái cảnh đất nước Việt Nam của mình có khổ không? Vừa rồi cái hồi cái tháng 7 nghe, là quý cô bác thấy nước dâng mà từ ở Ba Chúc mình qua Chi Lăng nghe, qua lộ chi chợ Chi Tôn ha, mà dài tới núi Thiên Cẩm Sơn cái cửa núi đó, mà quý cô bác là dài là mấy chục cây số, mà quý cô bác thấy nước nó dâng lên cỡ nào không? Ngay chân cái ngày mùng 4 tháng 7 mà tôi đi lên Ba Chúc mà bận đi khô gan, bận về nước đi không được, dẫn xe không có chỗ cải thước ngoài gì đó, quý cô bác thấy không? Cái cảnh khổ có rồi. Như vậy cho nên thầy mới gấp, mới lo cho mình nè, mới khuyên mình dỗ dã là khuyên mình tu mau mau chứ để rồi trễ đó. Vì vậy cho nên
đó ngang quý cô bác, rồi tôi chạy gì tôi dẫn xe tôi chạy được là về tới Long Xuyên, gặp cái thành phố Long Xuyên mình buổi chiều đó nước lút ở trên, quý cô bác thấy không? Như vậy thì bây giờ thầy nói là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Đó, như vậy là ách trời nạn nước hình lên, người hung cứ mãi chống kình với ta, phải không? Vì vậy mà ở bên ngoài vẫn còn chống à, bẻ nạn chống trời không à. Thưa cùng quý cô bác, chưa còn nữa. Bây giờ bước qua cái năm nay nghe quý cô bác là cái năm rồng phải không? Mà thầy nói gì? Thầy nói năm Thìn bước tới thiệt là rồng, nanh rút dãy đầy nổi lông đông, phải không? Chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, thêm nỗi đối đau giống lạc hồng. Bây giờ mới có nói cái năm rồng mà bây giờ quý cô bác quý đồng đạo mình nó xảy ra điều gì quý cô bác hay không? Hay trơn rồi. Mà để tôi nhắc lại cho quý cô bác nghe nghe. Cũng là nước, nó dâng từ ngoài Đồng Nai vô tới là Thủ Đức, vô tới Sài Gòn, tới ngã ba Trung Lương mình nước bề cao quý cô bác, cái cường chiều nước á, thấy không? Của cái cường chiều nước lên á là 1m75 luôn. Quý cô bác thấy lạ lùng chưa? Nước ở đâu vậy? Mà phải chi có mưa bão hay gì không có nó mà nước dâng lên có khúc đoạn đường vậy? Ngay chân mùng 1 đến mùng 3, mùng 4 tới mùng 5 nước mới hạ nghe quý cô bác. Đó, vậy là mới bước đầu của cái năm rồng. Đó nghe quý cô bác, mới bước qua năm rồng thôi là chúng ta thấy năm rồng mà đừng thường ông bà mình nói là cái năm Thìn thì bảo lộc, thấy không? Đó, vì vậy cho nên bây giờ nghe quý cô bác ơi, nếu mà ai mà chưa lo, lo bây giờ đi còn kịp đó. Để mai mốt lo không kịp đâu. Ai mà chưa tu đó quy y liền đi, bây giờ còn ngày nay còn kịp nè. Đó, ở đây sở chỉ nói là quay lên cái màn hình này đang gửi lên các cái chỗ mà xa xôi đó là người ta thấy để người ta tu cho kịp thôi, chứ quý bà con đây tu chân còn gì nữa mà tu y phiên mà tu ngủ phải không? Mà không chừng bà con đến ngủ năm tiếp tu nè chứ, phải không? Bị tu lâu rồi, tu giỏi chết rồi đó. Vì vậy cho nên là quý cô bác ơi, hỡi nay nước mà dâng lên đến sông cường chiều nước dâng lên là 1m75 đó, chưa thôi còn ở xuống Sóc Trăng mà quý cô bác ơi, đồng khô cỏ cháy ở dưới. Thường thường Sóc Trăng tôi đi dưới tôi tham quan đường ở dưới ngang, không hỏi nơi gà cái nắng cỏ còn chết, nó dùng ở nước mặn ở dưới cỏ còn chết nữa. Vậy đó mà nước dâng lên cái đường quốc lộ từ chợ Sóc Trăng lộ quốc lộ 91 ngang, nước ngập tràn vô nhà vô cửa, buôn bán không được, nhà cửa không ăn Tết được luôn. Như vậy thì cả không phải một chỗ. Như vậy mới bước qua cái năm Thìn thôi ăn Tết là cũng còn khó khăn rồi, phải không? Như vậy quý cô bác mình thấy ở nơi đây, cho nên Đức Thầy mới than, mới thở, mới là thở dài, nên ta thở dấn than dài, phải không? Cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu ha. Vì vậy cho nên thưa cùng quý cô bác ở nơi đây mà nếu không mà cố gắng ngang mà tu cho là mau cho lẹ, giống như lời Đức Thầy đã chỉ chúng ta là mau mau kiếp kiếp duyên cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này, phải không? Như vậy thì nó trễ. Mà Đức Thầy nói ngang mấy năm trí óc còn ri, lời Thầy để lại có thiền hay không, vậy là có trên rồi, phải không? Thầy đã nói từ năm 1939 mà tới năm nay nó rõ như ba ngày trước mắt bà con cô bác mình nhìn hết trơn rồi. Đó, đó là mình nói trong cái cảnh khổ ở đây thôi nghe. Mà còn nữa, còn ở bên thế giới bên ngoài thì mình khỏi nói rồi. Thôi giờ quý cô bác thấy trơn rồi, tôi nói nữa thì nói sau lưng không phải không? Nói sau lưng thôi tôi không nói. Là tại vì quý cô bác thấy nè, ở bên thế giới giờ Libya nó động đất cái kỳ rồi phải không, năm rồi á, là quý cô bác thấy chết trên dưới 70.000 người mà dân số mà chết. Hồi đó 5-7 người, 5-3 người là khủng khiếp rồi, mà chết bây giờ 5-70.000 người, cái 100.000 người, 200-300.000 người, nó chiến tranh loạn lạc. Bây giờ quý cô bác thấy rõ ràng, đến năm nay là ở là Nga Xô nó đánh cái ông Nga, ông đánh Ukraine là tới nay là 2 tháng 5 ngày rồi, phải không? 2 năm 5 ngày rồi, 2 năm 5 ngày rồi đó, hồi ngày 24 nghe quý cô bác.
24. Đó, vậy mà đến nay là chúng ta thấy là 2 năm mấy ngày rồi, chiến tranh chết khủng khiếp luôn, phải không? Ở Trung Đông cái cảnh đó nó lạ chưa quý cô bác? Bắt đầu cái ngày 7 tháng 10 ngay chân tâm địa của Trung Đông, nó khởi lên cái trận chiến của là cái người Palestine đó nghe quý cô bác, là bên Hamas bắn vào cái ngay chân cái giai đoạn của là Israel. Một cái ngày đó mà 5.000 quả đạn, hỡi quý cô bác biết không, bắn có một ngày thôi mà 5.000 quả đạn vô đất nước người ta, rồi bắt đầu người ta lật lại yên tâm, là tới bắn tới chiều là 6.000 quả đạn của tên lửa. Rồi bắt đầu Israel nó mới là đánh đuổi hết cái người Hamas ra, mà nó đánh luôn qua đất nước của Palestine. Bây giờ nó đang đánh gầm gầm, bây giờ quý cô bác thấy chết để làm 20 mấy 30 ngàn người đó, còn bên Israel chết là 1.000 mấy người. Mà bây giờ chúng ta thấy chiến tranh như vậy đó, là nội cái chiến tranh rồi đủ thứ trên thời kỳ này á, mà Đức Thầy đã nói gì quý cô bác? Đây là sắp gốt đời, là vì hãy miễn khi mà cái đời hạ huân đó nó hết á, thì nó sẽ xảy ra cái cảnh biến đổi, là cái cảnh mà báo tin cho chúng sanh biết trong cái thời kỳ này là gì quý cô bác, phải không? Mưa bão động đất sóng thần, chiến tranh giặc giả năm chèo nổi dậy núi nổ, hồi nó dồn dập vậy đó, mà nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Mình chịu nổi không quý cô bác? Chịu có nổi thôi, bây giờ mình niệm Phật đặng chi? Mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để đặng chi quý cô bác? Mà Đức Thầy nói là trước là mình niệm Phật để mình cứu thân mình, hai là niệm Phật để cứu tổ tâm mình, ba là niệm Phật để Thầy đưa cho mình vào Đại hội Long Hoa, bốn là Đức Thầy niệm, mình niệm Phật để Đức Thầy đưa mình về nơi ở cõi cực lạc an vui, không còn khổ nữa. Chớ thật ra ở cõi này ta bà thật cảnh ưu phiền, cái chốn ta bà này tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, Thầy nói kẻo trễ nè, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi bằng ta sớm lo toan, dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Đợi chờ mình bển ha, sung sướng không? Quá hạnh phúc. Như vậy mà bây giờ quý cô bác ơi, nếu như mà mình không tu thì cái cơ hội này đánh mất nghe quý cô bác. Đánh mất qua rồi, Thầy nói nghe là kỳ xã tội nay còn một lúc, sao chẳng chịu tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, chồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó, phải không? Bây giờ quý cô bác thành Phật thành tiên, kỳ này Đức Thầy cho đó quý cô bác, chịu không? Ai cũng chịu hết, tôi còn mừng đây nè, phải không? Vậy là kỳ này là cái cơ hội của mình, nó kỳ xả tội mà nó mà giả lại lần thứ chót gọi lại kêu thúc nữa. Thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thiết, thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu chúng sanh, nên cầm quạt ba tiêu đặng chữa quả diễm nơi tâm cho tác, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chữa hờn đứa giữ ích chi, phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt, lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt. Rồi Thầy dạy mình, dặn mình gì nữa quý vị? Đừng thở than. Quý vị biết chứ trơn à, bận đến lòng ta để cho Thầy đi dạo ta bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Như vậy thì bây giờ ở đây quý cô bác tu rồi, mình phải làm cái bổn phận đó để gieo cái nhân duyên lành đó, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Như vậy thì bây giờ một là mình niệm Phật đặng là cái thân này là coi được đời thượng quân thánh đức, coi sự chiến tranh, coi sự giặc giả, coi trong cái tuồng này đó. Thầy nói là ngang, Thầy giới thiệu mong kháng quan vào cửa xem tuồng,
cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với vật quần lai bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai Lỗi Đạo Nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc cho họ muôn nhà thạnh thơi. Thưa cùng quý cô bác là quá hạnh phúc trong thời kỳ này mà chúng ta được Thầy ban cho mình, là tại vì mình có nhân duyên sâu với Thầy. Đã vì vậy cho nên Thầy mới nói là thân khùng đêm vắng khóc thầm cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Đó, từ nay cách biệt xa ngàn là lúc bây giờ. Hồi cái ngày nào quý cô bác còn nhớ phải không? Ai cũng nhớ hết. Cái ngày 25 tháng 2 năm 1947 mà nhừng 2 tháng 2 nha, năm 1947 thì cơ hội đó Đức Thầy vắng mặt để chi? Thử thách tín đồ Thầy, để lại một cái cuốn dày trên dưới 500 trang cho tín đồ Đức Thầy thi. Đó, thi kỳ này đó, để có cái bài thi là công đức mà được Đức Thầy chọn. Đó, Đức Thầy chọn lựa. Đó, chọn lựa mình vào trong là trở lợi. Tại vì Thầy cho mình biết ai ai cũng con trời cũng gốc, ngài Thượng Đế xuống trần hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Như vậy thì cái giống hồng lạc là cái giống quý, cho nên Đức Thầy thấy cái cảnh khổ, cho nên là mới xông thiền ra, thấy không? Thấy cảnh khổ đâu an lòng dạ, xông thiền ra cứu vớt sanh linh. Đó, vậy thì bây giờ Thầy vớt mà mình chịu đi không quý cô bác? Ai mà dạ gì không đi. Thở này đang chết đuối, đang chết đắm, đang chết lạnh, đang chết mưa, đang chết gió, đang chết là chiến tranh, đang chết về cách năm chèo, đang chết về là núi nổ, đủ thứ trơn. Như vậy mà bây giờ có người mà đến là bảo đảm cho mình và cứu mình và rước mình đưa về nơi an toàn, không còn sự khổ, an vui tột cùng. Vậy mà ai nỡ không chịu bước xuống thuyền. Mà Thầy nói nè, thả thiền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Thầy hối ngang, Thầy kêu bước mà hỏi bước mau mau, chứ bước trễ là gì quý cô bác? Thôi giờ tôi nói cái trễ cho quý cô bác nghe luôn. Đó, mà quý cô bác biết trơn à, mà tôi nhắc tới là quý vị hay liền. Thầy nói nè, nếu để chờ sấm nổ gian thinh, e ba tánh ăn năn đã muộn. Nếu mà nổ rồi tôi kịp không? Thầy nó không kịp nữa rồi ha quý cô bác. Vì vậy cho nên quý cô bác tu trước trơn, quá hay, quý cô bác quá giỏi rồi. Đó, vì vậy cho nên thưa cùng quý cô bác, còn một câu nữa lỡ nó nói luôn. Nói luôn chứ còn gì nữa đây. Cho nên ngày xưa Phật Thầy Trang nói, bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ, không có giấu ha. Phật Thầy ổng không giấu. Như vậy thì bây giờ Thầy đã dạy mình, Thầy cũng đâu có giấu gì đâu. Thầy không có giấu gì hết. Nào là việc tu, rồi cái việc ăn, việc ở chỉ tu vuông tròn, rồi nào là chiến tranh vật giả, rồi cái cảnh mà tan thương dâu bể cảnh trần, Thầy cũng diễn tả cho mình hết trơn rồi phải không? Đó, Thầy nói cảnh thế tạo càng ngày thoảng mỏng. Nó mỏng quá rồi, nó mỏng manh quá rồi. Trời mưa tới rồi mà dạy gì mình không chịu mà chạy để ở đứng đi lai gai cho mắc mưa sao phải không? Cho nên quý cô bác bây giờ chạy không à. Tôi cũng chạy với quý cô bác luôn đó nghe, chứ không dám ở đây đâu. Nếu trần chờ ha, Thầy ắt phải chơi dơ à nghe. Đó, vì vậy cho nên Thầy nói câu này nè. Đó, lỡ rồi nói luôn. Thầy mới nói nghe quý cô bác, quý đồng đạo. Thầy nói nghe, chừng nào tôi được hết khùng, phải không? Thì là trong dân sự còn dùng làm chi? Nếu mà bây giờ mà ai mà không chịu tu hen, chừng đó tu có kịp không? Đó, cho nên Thầy mới nói nè, hung đồ với lũ dọc ngang. Gì nữa quý cô bác? Hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau gơi máu khắp tràn mới tu. Chừng đó tu cái gì? Tu đâu kịp. À, để nước đến chân mới nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sau, chẳng có xuồng ghe cũng chẳng mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Bọc bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Nhọc cầu bệnh tật nỗi nào, đau lao khổ nhân sanh cảnh nước tàu. Trẻ nhỏ gã gời xa bố mẹ mà còn tranh đoạt mảnh mồi câu. Tranh đoạt chi? Thôi bây giờ quý cô bác ơi, giành đi rồi giật đi, rồi đất đó có ở được không? Nó cũng là ruộng khô tức khắc, không hào sông hào nháy mắt biến vào rừng sâu. Cuộc thay đổi trơn à.
Cho nên thầy mới nói với có một số ông này mới hỏi thầy, nói bây giờ nữa sau này sao là như cái cảnh mà thay đổi đó, như thế nào ông Tư? Thì Đức Thầy nói, tôi nói cho các ông nghe nha, sau này tôi đem cái núi Hy Mã Lập Sơn tôi dời về ở đây cho mấy ông thấy. Đó, vậy là mắt nhìn thấy thần thông biến quá à nghe. Sau này là dựng lại cái đời Thượng Nguyên. Rồi Đức A Di Đà cũng dùng thần thông không à. Đó, Phật Pháp nhiệm màu là như vậy đó. Như vậy cho nên A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ, mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Như vậy thì bây giờ quý cô bác mình thấy là bây giờ ngày nay là nó quá mỏng manh rồi, đời nay mỏng tợ màng thưa rồi, phải không? Chuông kia treo sợi chỉ mành rồi, nó như vậy thì thế giới bàn cờ ngày nay gần thúc rồi, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ là đã thấy lộ cơ trời báo ứng, diệt lòi gian tìm kiếm con tiên. Như vậy thì bây giờ quý cô bác mình, ai là con tiên? Hãy nhớ cái bổn phận của mình. Ai là con Phật? Con Phật ở đâu có không? Có à nghe. Thầy nói làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc. Con tiên con Phật không à. Tại vì mình là bị đọa đày nhiều kiếp nên quên nơi phận mình thôi. Chứ ngày xưa mình đâu có khổ dữ gì nè. Thở đời nay giờ chết không biết ngày nào. Đó, sống như sơ sơ gì không biết bệnh lúc nào, không biết đau biết tắc thở lúc nào. Như vậy quý cô bác ơi, rồi mình biết cái tai nạn nó đến trong nhân loại lúc nào không? Bây giờ quý cô bác, hồi nãy giờ tôi kể đó là những cái thình lình không đó. Cái sự mà chết chóc xảy ra, nước dâng lửa cháy, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho, thấy sự lấy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo biếm phe phang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Như vậy mà quý cô bác biết tới lúc nào không? Nước dừng đâu có biết lúc nào, lửa cháy đâu có biết lúc nào, mà sóng thần không biết lúc nào, động đất sụp không biết lúc nào xảy ra đến trong nhân loại. Đó, rồi chiến tranh biết lúc nào không? Không biết luôn. Nó như vậy thì bây giờ mình không biết, cho nên phải nghe lời ông Phật, gắng nghe lời dạy của thầy, phải không? Để đến chừng có việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Bây giờ thầy nói hết rồi, thầy thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo làm son ghi lời. Đó, như vậy á, bây giờ mình á, là tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Đức thầy không có sanh mình, mà Đức thầy á, thương mình như con. Đó, như vậy thì bây giờ nếu là một ông cha mà lo cho như mình như vậy, nỡ nào mà mình ngó ngang cho đành hả quý cô bác? Tấm lòng nào mà mình quên cái lời thầy dạy? Thôi thì hãy gắng cố gắng miệt mài. Đó, mặc ai tranh lẫn đấu tài, phần ta cứ miệt mài cái chữ tu hả? Nghe lời thầy dạy như vậy là đủ rồi. Mà bây giờ quý cô bác, quý đồng đạo ơi, nếu không thì là gì quý cô bác? Đó, nếu không thì nó trễ cái thời kỳ. Vậy thì cái thời kỳ này chúng ta không biết trước được là bao lâu bao nhiêu nữa. Mà trong cái hoàn cảnh khổ thì mình thấy những cái người ở xóm mình, chung quanh mình, biết bao nhiêu người đã ra đi, phải không? Biết bao nhiêu người. Là cái cảnh này là cái cảnh vô thường, con người không bền chắc, phải không? Cho nên là cuộc phú quý tựa đám phù dân, cái sắc nước hương trời của các trò có khác chi, cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Rõ ràng không? Thầy đã diễn tả rồi. Còn nói vinh hoa dường thấy cúc mai, cuối mùa tàn gũi lâu dài đặng đâu. Đó, cuộc này bây giờ trong là biến đổi cái cảnh trần này, nó máu quá mau lẹ đi, cho nên chúng ta không lường kịp. Cho nên thầy dạy chúng ta phải làm gì? Phải Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi, đứng, nằm, ngồi, gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Phải niệm Phật vậy mới kịp đó. Vì là cái chỗ đi đứng nằm ngồi này nè quý cô bác, mà tưởng nhớ Phật hen,
như ăn cơm bữa giọng của Quyền sớm tối mới màu cái chỗ này đó. Mà Đức Thầy nó gán trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm, đi, đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, Quyền chúng sanh nó gán tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ gõ đường đi nước bước. Phải không? Ừ, cho anh chàng phá tay luôn. Dạ, thầy đã nguyện tâm mà tôi không có hiểu nhờ tư giải dùm. Thầy nói chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Như vậy chuyên niệm Phật là niệm sao? Còn cầu sanh Phật quốc để cầu sao mà được về cực lạc? Tôi thương không đây, tôi thương đây. Dạ thôi cũng được. Cái đáp ứng chút xíu có 5 phút đủ. 5 phút đủ. Rồi có 1 câu à. Bây giờ chữ chiên á là cái từ ngữ là gồng gạch ha. Cái đã biết quãng năm quyển năm mà khỏi xuất xứ nha. Chữ chiên là rồng rạc, là cái người mà thợ gèn ta chiên, gèn dao, gèn khoảng, gèn lưỡi hái gì đó hen, là chiên, là gọi là rồng rạc. Còn cái người niệm Phật mà chiên niệm Phật không có pha lộn vô cái cảnh đời đó, gọi là chiên. Bây giờ mình cái người siêng năng niệm Phật, cúng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, gọi là chiên. Là Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi gán niệm chưa quên, gọi là cái người chiên. Đó là mới nói cái chữ chiên nha. Nó chiên niệm Phật đó, vậy là cái danh từ chữ chiên. Mà cầu sanh Phật quốc là thầy dạy mình á, là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương vừa kế. Vậy là cầu là tất nhiên cúng lại ngày hai thời, ba thời, bốn thời, tùy theo khả năng trình độ của tất cả chúng sanh. Như vậy là cầu tu cầu thuận gió hòa mưa an hòa, nhân vật phước thừa trời ban, tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư ban gia hòa, tu cầu yên nước lợi nhà của quyền đất tổ. Phải không? Củ Viền Thất Tổ Diêm Phù. À, tu cầu Phật quá tánh tình lưới mê, chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả, xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật ban phép lành. Tu cầu vượt khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tù mộng quyển lập lè sắc hương. Tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật, tai ương chẳng còn. Như vậy là chữ chiên là mình gồng gạc một pháp môn, gọi là chữ chiên. Còn là cầu á, tất nhiên là sớm chiều là có cúng lại, ở trong đó là có tính nguyện hạnh là cầu đó. Thế như ai mà niệm Phật không có cầu thì về đại hội Long Hoa thôi, chứ không có về cực lạc. Như vậy thì trong cái niệm Phật này, mà trong cái quyển năm đó, Đức Thầy nói nè: cả vũ trụ khắp cùng dạng vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nan, dưỡng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê độ, dứt cuộc lưng hầu. Không, giờ trả lời gọn với chị vậy nghe. Vậy là cái người chiên, một cái pháp môn tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật gọi là rồng rạc pháp môn, gọi là chiên. Còn cái người cúng lại mà mình cầu về nơi cái cõi cực lạc đó, vậy là tất nhiên là ở nơi mà Đức Thầy đã hứa với mình là Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Như vậy thì ở nơi đây Đức Thầy đã dâng cái sắc lệnh của Đức Phật A Di Đà đó, mà để đem các môn tịnh độ dạy cho chúng sanh trong thời kỳ này, chỉ một pháp một cũng là khỏi khổ đó. Chánh pháp tượng pháp chư kinh tận diệt, chỉ lưu A Di Đà Phật tứ tự cứu độ, mạng pháp kỳ hữu bất tính giả đọa ân địa ngục. Vậy là thời kỳ này nếu mà còn một pháp môn mà thôi đó, nếu một chúng sanh nào không tin pháp môn địa ngục, không tin pháp môn tịnh độ thì sẽ bị đọa địa ngục. Như vậy thưa cùng quý cô bác, để tâm sự trả lời với chị là rộn như vậy ngang, tại vì hỏi có ngay chân cái chỗ đó thì để trình bày chỗ mà cái pháp môn và cầu. Thì bây giờ mình cầu về cõi cực lạc, trong đó cầu phải có tính nguyện hạnh đó. Cho nên thầy nói từ đây đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật quả mình biết bao đó. Hay là thầy nói là nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình, nghĩa là dành cho mình. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng, và cái buổi trao đổi hôm nay là gặp gỡ quý cô bác cho chúng tôi để gặp gỡ cùng quý cô bác tâm sự chuyện trò. Nếu những điều chi thiếu sót thì mong quý cô bác quan hỷ. Và vì tôi trao đổi qua 4 câu giảng của Đức Thầy đó, thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an, từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, đừng có quên thầy nghe, phải nhớ. Qua cái lời của Đức Thầy đã chỉ dạy: giữa trường đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa, tỉnh sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình,
Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đạo lai. Và xin chào toàn thể chư đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, dạ thưa cùng toàn thể chư quý vị, thì cái bổn phận của tôi thì quý cô bác mình đã cho phép xong đến cũng cho mình liên tục luôn ha. Và để giới thiệu cái chương trình, đây là cái giờ này là của anh Tư Phương đến gặp gỡ quý cô bác. Còn những cái câu giảng đó mà quý cô bác mình đã xem qua lợi còn thắc mắc thì gợi ý lên để anh Tư trình bày. Hoặc như lợi lạc hữu tình, câu mà quý cô bác hiểu rồi đó, mình có thể là cái pháp môn mà nó hay ho và cao sâu màu nhiệm của Đức Thầy đó, mình đưa lên để làm lợi lạc hữu tình, mình đưa luôn nghe quý cô bác, chứ không phải đợi cái câu nào thắc mắc mới đưa. Nếu mà lợi lạc thì là mình đưa được rồi, phải không? Nó làm bổn phận Phật pháp mà làm chung đó. Ở đây bắt đầu bắt nhịp cầu cho anh Tư thì mời đồng đạo, hai đồng đạo nữ đọc giảng viên để bắt nhịp cầu cho anh Tư. Vị mời quý cô bác cho một tràng pháo tay. Và cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.